khu vực này có một người anh chàng, anh hát nhạc sến cực kỳ nhạc vàng hay lắm mọi người ơi. Nghe cửa chùa Ngọc Hoàng hay chùa Phước Hải này. Anh ấy bị mù. Chứ có bán vé số không ta? Có nhang chứ không có bán vé số. Không quyền là nhạc thường bắt phá của bán gì. Bán cho em một bó nhang. Dạ, một bó nhang. Dạ, cảm ơn 10.000 ạ. Cảm ơn nhiều lắm. Ủa, đây là gì vậy? Thôi khỏi 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 hết rồi. Khỏi khỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, vậy là hôm nay mình đã đi khá là nhiều chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là chùa Ngọc Hoàng, hay còn là chùa Phước Hải, nằm ở trên đường Hoàng Diệu của quận quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cầu bình an, cầu hạnh phúc gia đình, cầu sức khỏe, cầu mọi việc làm. Nói chung là bây giờ 9 giờ tối rồi thì cũng không có nhiều người, đã là không có nhiều người như không có đông giống như ở ban ngày. Ban ngày thì rất là đông mọi người. Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa rất là linh thiêng, đã từng có sự Tổng thống Obama cũng đã từng đến đây để viếng. Ok, thì chúc mọi người năm mới gặp nhiều sức khỏe và rất là có nhiều sức khỏe, xin lỗi, sức khỏe và may mắn trong công việc, gia đình hòa thuận, làm ăn phát tài, tấn tài tấn lộc, cuộc sống bình an, con cái thì học hành giỏi giang hiếu thảo. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ đi ra đây qua một chút xíu nữa bên ngoài cho mọi người xem. Thì chùa này có cái tông màu đỏ rất là nổi bật, khá là đẹp, và ban đêm thì có rất là nhiều cái đèn lồng khá là nổi. Ok. Chết hay cá chê ta?